Thì bây giờ mình xin chuyển qua một phần nữa là phần có lẽ các bạn mong chờ nhất. Đó là mục giao lưu hỏi đáp giữa khách mời và khán giả. Vừa rồi là chị Phương Anh chị ấy kể về bức tranh toàn cảnh. Còn bây giờ là mọi người có thể gửi câu hỏi đến cho từng khách mời hoặc là cho cả ba khách mời về những băn khoăn, trăn trở của bạn về nghề phiên dịch hay là về cá nhân người phiên khách khách mời. Và khi hỏi thì các bạn hãy nhớ ghi rõ là câu hỏi gửi đến ai để mình có thể lựa chọn và thay các bạn hỏi khách mời nhé. Mà thực ra thì trước khi bắt đầu chương trình mình đã nhận được rất là nhiều từng này từng sấp câu hỏi từ các bạn quan tâm đến chương trình rồi, mà cũng mất công các bạn hỏi nên là mình cũng xin được lựa chọn một số câu hỏi đã được gửi đến trước để hỏi các anh chị nhé. Đầu tiên là câu hỏi thứ nhất là liên quan đến việc xử lý tình huống. Cái này là câu hỏi của bạn Nguyễn Quỳnh Trang gửi đến anh Haruki. Thời gian đầu khi anh mới bước vào nghề biên phiên dịch có gặp nhiều khó khăn không ạ? Ví dụ như đi dịch mà không thể nghe được đối phương đang nói gì, gặp từ mà mình chưa từng nghe, lúng túng không biết nên truyền đạt như thế nào. Và những lúc như vậy anh thường giải quyết như thế nào ạ? Anh ạ, anh Haruki có thể trả lời không? Ok, anh xin trả lời nhanh câu này nhé. Cái thời mới đi dịch thì là thực ra lần đầu tiên đi dịch là năm thứ hai sinh viên đại học. Thì hồi đấy là tiếng Nhật chưa đủ, cho nên là mình dịch ở thực ra là dịch ở một cái môi trường nó cũng rất lạ, đấy là trong một cái quán bar của một cái bar của Nhật ở Hà Nội, dịch cho mama dạy việc cho các em nữ tiếp viên, kinh kinh khủng không? Nhưng hồi sinh viên năm thứ hai mà đi dịch công việc đấy là mình đã dịch sai hoàn toàn lời mama nói, vì là hồi đấy có anh manager anh biết tiếng Việt nữa, anh bảo mày dịch sai hết rồi. Cho nên là hồi đấy là cái hồi mà mình đã rút ra được một kinh nghiệm là quá yếu thì không nên ra gió, cho nên mình đã về mình học lại đã về học lại. Còn sau này đi dịch mà mình thỉnh thoảng mình không hiểu thì mình cứ hỏi thôi, mình bảo là mình không hiểu nghĩa, người ta giải thích cho mình thì mình học từ đấy và mình giải thích lại thì nó sẽ không còn gặp nhiều vấn đề như thế nữa. Em phát hiện IT khó khăn thành những khó khăn anh ạ. Chắc là nghe thấy câu trả lời của anh thấy run quá hay sao. Khó Hình khăn như là đấy, em có cái khó khăn đầu đời là như thế. khó Còn khăn sau này thì quá như là nói ngọng luôn. vẫn vẫn thỉnh Cái thoảng này vẫn á. gặp những tình huống là mình không hiểu, nhưng mà mình hỏi thôi, mình không hiểu thì mình bảo là mình không Ừ, đúng rồi. hiểu. Không nên giấu dốt đúng không anh? Thực ra anh Ừ. thì mà em cảm ơn Đang anh. nói Tại vì nó Nhiều liên quan đến, xin chia sẻ thêm một chút xíu là nó liên câu. quan đến cái phần lúc nãy chị Phương Anh có trao đổi trong quy Ừ. tắc người phiên dịch ấy, là không được dịch những cái gì mình không hiểu mà, cho nên là mình cứ theo nguyên tắc mà làm thôi. Ừ. Mà À, có liên quan đến cái gì nhỉ? Thế thì trong trường hợp đấy thì như nào nhỉ? à Nếu đúng rồi, không hiểu thì làm nào? gặp trường hợp mình không Không hiểu hiểu. thì mình sẽ hỏi cho hiểu, mà nếu mình đoán được cái nghĩa như vậy thì mình không chắc chắn nên mình phải xác nhận lại với người phát ngôn xem là có đúng cái nghĩa đấy không. Chị chia sẻ nhá, chị cũng đã gặp những cái trường hợp như thế rồi, vì những cái chuyên môn rất là sâu ấy mình không thể nào biết được ấy. Chẳng hạn như là về vaccine ạ. À, ui rồi ôi chết luôn, không không hiểu luôn ấy. Những cái đúng đấy đúng là kể cả người ta có giải thích lại cho bên phía Nhật nhá, người ta có giải thích lại cho mình cũng không hiểu. Đấy, trong Và trường rất hợp là đấy chị chuyên có môn. một tip, đấy là chị sẽ hỏi rằng là ôi thì bác ơi cái từ đấy tiếng Anh nó là như thế nào, bác viết ra đi cho cháu từ tiếng Anh Ừ, đúng mình rồi, cầm cái từ tiếng Anh. đấy thì mang sang tiếng Việt Nam. Em thật là em chẳng biết, bây giờ em cũng chịu rồi, nhưng mà tiếng Anh nó là từ này. Này phải dùng tiếng Anh. Không biết thì phải dùng đến cái tiếng Anh. Trong nhiều trường hợp thì tiếng Anh sẽ là một cái cứu cánh, đặc biệt là chuyên từ Từ chuyên thông dụng nhất đúng thì không không? biết thì mình sẽ phải 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 như vậy thôi, chứ chứ mình không thể nào mà lờ đi không dịch, hoặc là mình tự nghĩ ra một cái từ khác để dịch. Này các bạn đi phiên dịch nên memo lại những lời của anh chị nói. Này rất là có ích nhá. Còn đến câu hỏi em đi nhanh đến câu hỏi thứ hai nhá. Cũng anh ngay K3. Lại Theo anh em được lại anh. Được rồi sẽ đến lượt những người khác. ăn 11 củ khoai mà. Mỗi Ở người đã một một củ 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 khoai khoai thôi. thôi. Có Mỗi củ ngày khoai ăn mỗi ngày ăn mỗi mới rồi. Hơi mệt. khoai. Sao không phải là ngô hả anh? Trong chương Nó trình lại có là cả hỏi một sao không câu phải là ngô đấy không anh kìa. phải Sao không phải là không phải mùa, bây giờ không phải mùa ngô. Khoai nó đang rẻ nhất. ngô đâu. Câu hỏi thứ Ngô hai là là ra gì làm nào, member ở bên hai. Theo em các được chị trật cái này tự, là về tình hình công việc phiên dịch.
Theo em được biết thì thị trường ở Việt Nam sẽ có nhiều đất diễn hơn cho nghề biên phiên dịch. Cái này là câu hỏi của bạn Quân Vương. Anh có thể cho biết những khó khăn trở ngại khi theo nghề biên phiên dịch tự do tại Nhật không ạ? Và yêu cầu để làm biên phiên dịch Nhật Việt tại Nhật có cao hơn, khó hơn so với làm ở Việt Nam không ạ? Anh xin trả lời câu hỏi của bạn Quân Vương có hai ý đúng không? Cái ý thứ nhất là tại sao lại chọn làm biên phiên dịch tự do ở Nhật mà không phải là Việt Nam ấy hả? Thì cái này là nó do sao khác cả em thì khác Anh có thể đọc lợn chữ ở trên màn hình. Anh có thể cho biết những khó những khăn khó trở khăn ngại trở ngại theo nghề ok biên ok phiên dịch tự khi do tại Nhật? tại Nhật khi Anh so với Việt Nam cái này thì ở Việt Nam thì anh không rõ lắm về thị trường ở Việt Nam nên Việt Nam thì chắc là phải hỏi chị Phương Anh. Thế còn ở Nhật thì anh thấy nếu mà so sánh thì có một cái có thể gọi là khó khăn đấy là ít công việc hơn, cái này chắc chắn bởi vì các bạn hình dung như này này, ở Nhật thì tiếng Việt là một ngôn ngữ thiểu số, ít người biết tiếng Việt và cũng ít người cần tiếng Việt, cái nhu cầu đối với tiếng Việt nó thấp. Trong khi đó thì ở Việt Nam thì cái nhu cầu đối với tiếng Nhật rất là cao. Có thể là bằng hoặc là gần bằng tiếng Anh đúng không? Cho nên cái khối lượng công việc trong điều kiện bình thường không phải là dịch bệnh thì cái công việc biên phiên dịch ở Việt Nam nó nhiều hơn ở Nhật rất nhiều. Vậy đây là một cái khó khăn. Thực ra thì ở Nhật thì mình cũng làm những công việc khác nữa chứ không chỉ là mỗi công việc biên phiên dịch. Cho nếu mà chỉ làm biên phiên dịch tự do ở Nhật thôi thì chắc là hơi khó khăn về mặt công việc đấy. Đấy là ý thứ nhất. Còn ý thứ hai là gì nhỉ? Yêu cầu để làm biên phiên dịch Nhật Việt tại Nhật có cao hơn, khó hơn so với làm Việt Nam không ạ? Cái này thì vấn đề không phải là làm ở Nhật hay ở Việt Nam đâu, mà cái việc yêu cầu có khó hay không là nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái nội dung cụ thể của từng công việc, từng dự án, chứ không phải là liên quan đến là ở Nhật hay ở Việt Nam. Cái phụ thuộc thứ hai nữa là phụ thuộc vào khách hàng, yêu cầu của khách hàng như thế nào. Bởi vì có những khách hàng ví dụ như là ở bên doanh nghiệp thì khác mà bên nhà nước, bên chính phủ thì yêu cầu lại khác. Cho nên là nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, đấy là nội dung của công việc đó và thứ hai là cái đối tượng khách hàng là ai, chứ không phụ thuộc là mình làm ở Nhật hay ở Việt Nam. Cảm ơn anh. Bạn Quân Vương đã giải quyết được thắc mắc chưa ạ? Bây Giải giờ quyết được là thắc mắc. bây giờ là đến câu hỏi thứ ba là về hỏi của một bạn không tên hỏi chị Phương Anh. Hiện tại nghề phiên dịch đúng nghĩa thì lượng việc cái này cũng liên quan đến, chắc là câu hỏi liên quan đến dịch COVID. Tức là hiện tại nghề phiên dịch đúng nghĩa thì lượng việc không nhiều, có những nguồn nào hay cách nào để tiếp cận được với những cơ hội trong nghề khi mối quan hệ không rộng? Cái này cả COVID cả việc là bạn phiên dịch đấy là không có mối quan hệ là không không rộng. Ok thì chị xin trả lời câu hỏi này. Chị nghĩ rằng là không phải đâu. Chị không biết là ở Nhật thì như thế nào, nhưng mà nếu mà ở Việt Nam thì rõ ràng là cái cơ hội của bọn em không hề ít đâu. Tại vì rõ ràng là quan hệ của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản nó đang rất là tốt ý, đang ở cái giai đoạn rất là tốt. Mà giai đoạn tốt như thế thì nghĩa rằng có sẽ có nhiều những cái hoạt động giao lưu, rồi doanh nghiệp Nhật cũng đầu tư sang Việt Nam rất là nhiều. Thế nên là nếu mà bảo là cơ hội ít thì là không phải là cơ hội ít. Vấn đề là em có tìm ra được cơ hội đấy hay không, đúng không? Chẳng hạn như bản thân chị thì đúng là từ khi mà bắt đầu chị vào nghề đến giờ ấy, chưa bao giờ chị phải đi đi sale cả. Chị chưa bao giờ chị phải đưa cái CV của chị đến bất cứ chỗ nào. Rồi bảo là tôi làm cái dịch vụ phiên dịch như thế này, các ông cần hay không thì không bao giờ, chưa bao giờ luôn ý. Bản thân chị đến bây giờ vẫn là khách hàng, họ sẽ họ liên lạc với mình và sau đấy thì họ, tức là mình làm tốt thì chắc chắn là mình sẽ được người ta nhớ đến. Nhớ đến thì người ta sẽ tự mang việc đến cho mình. Thế còn về thế thì làm thế nào để có thể có cái mối quan hệ như thế? Thì nhưng bản thân chị thì chị cũng rất là may mắn vì như chị chia sẻ lúc đầu thì chị cũng có 2 năm làm ở công ty biên phiên dịch nên là chị có quen với các anh chị biên phiên dịch rồi, mà các anh chị lúc đấy nhiều việc, chẳng hạn giống như chị lúc nãy một ngày nhận được 7 cái offer việc ấy thì các anh chị sẽ đẩy cho chị là một offer, các anh chị còn tận 6 offer nữa cơ. Thế nên là và khi mà ví dụ như là mình cái việc của người ta giới thiệu cho mình làm tốt thì sau đấy người ta vẫn tiếp tục giới thiệu và sẽ có những lần ví dụ như chị đi dịch, chị ngồi trong cabin đó thì khách hàng có một số những người họ không biết nhưng mà họ sẽ vào cabin, họ hỏi xin name card, hỏi xin thì họ sẽ bảo là mày tao thấy mày dịch rất là ổn nên là lần tới có gì thì tao sẽ liên lạc. Thế còn những cái người vẫn nhất là người Nhật thì thường là họ đã tin dùng ai thì họ sẽ dùng suốt ấy. Thế nên là và họ sẽ tiếp tục là giới thiệu mình cho những người khác.
Thế nên là chị nghĩ rằng cái chính là mình ở một cái trình độ nhất định nào đấy thì mình sẽ hoàn toàn là không lo, là không có việc, trừ những cái những cái đợt mà nó khách một cái những cái sự kiện khách quan giống như Covid vừa rồi thì đành chấp nhận thôi, đúng không? Không có việc thì cả làng không có việc rồi. Thế thì nên là cái chính nhất, nếu mà mình mà làm tốt công việc phiên dịch thì không lo là không có việc đâu. Chị mọi năm chị cũng vẫn thường là chuyển việc cho những người khác khá là nhiều, Tức là nếu mà mình làm tốt thì công việc tiếp đúng theo nó sẽ tự đến với mình thôi, đúng không? không? Đúng rồi. Cứ Hoặc sống là tốt có một trời số xanh những để có ăn cái bài. có một số những cái tổ chức của Nhật hàng như JICA hay là JETRO gì đấy thì các em cũng có thể là đến, mình có thể là để đưa cái CV của mình vào đấy, có thể có một số những cái cơ hội. Em cảm ơn chị. Và tiếp theo nào, chị gái của em chờ lâu chưa? Đây, câu hỏi dành cho chị Đoàn Lễ Hoài Anh này. Vẫn tươi lắm, vẫn đang còn tươi lắm. Vẫn tươi à? Vẫn còn có sức nào? Đây, đây là câu hỏi liên quan đến con đường vào nghề của chị. Tức là xuất thân từ lĩnh vực kinh tế tài chính, vốn là lĩnh vực nhạy về con số. Vậy không biết bước ngoặt nào khiến chị đam mê với lĩnh vực ngôn ngữ ạ? À? Chị có thể chia sẻ điểm chị cảm thấy đặc sắc trong ngôn ngữ Nhật mà khó chuyển ngữ sang tiếng Việt được không ạ? À? Cái này, câu hỏi này cũng có trong phần comment. Rất là nhiều người quan tâm đến việc tại sao chị chuyển từ ngành kinh tế sang ngành phiên dịch. Ấy thì xin trả lời là hồi mình làm tài chính thì là có làm việc đến 11 12 giờ đêm nên nghĩ là chắc đấy là không cưa được anh nào hết. Bây giờ cứ hỏi nhà gái làm đến mấy giờ, 11 giờ đêm sợ quá. Tính được việc à, đấy là thực ra là lý do thật. Còn lý do mà hay dùng ở bên ngoài thì là thực tế ra thì lúc nào mình cũng luôn suy nghĩ là mình muốn làm cái gì và cái công việc này có phù hợp với mình hay không. Thì làm ngân hàng cũng rất là vui, học được rất nhiều kiến thức, nhưng mà mình cảm giác là mình không thích lắm, không thích lắm, bởi vì lúc nào cũng nhìn tiền của người ta, xong khi mình chẳng có cái túi xu nào trong tài khoản, quá khá là ức chế. Mỗi ngày ở Mizuho thì làm ở phòng giao dịch công ty, dành cho toàn là doanh nghiệp thôi, nên mỗi lần làm giao dịch nó toàn là 100.000 đô này, 1 triệu đô này, nghe thì rất là hoành tráng nhưng mà tài khoản thì chưa bao giờ được tỷ cả. 100 triệu cũng rất là khó nên rất là ức chế. Thì mình cũng muốn tìm một cái công việc nào mà mình cảm thấy phù hợp hơn. Thì lúc đấy thì rất là may mắn, thì là lúc đấy đại sứ quán ở ban văn hóa lại tuyển phiên dịch, thì mình mới apply vào. Thì thực tế ra ấy, cái thời gian đấy tiếng Việt của mình rất là hạn chế. Mọi người làm cùng ngân hàng của mình thì cũng biết, thời gian ân hạn thì mình cứ suốt ngày thời gian ân hận là cũng chẳng nói gì. Đấy nó thế, nhưng mà đến lúc vào trong sứ quán thì cũng thế, các anh chị lựa chọn thì bảo thôi con này nó giỏi tiếng Nhật thì đào tạo tiếng Việt có vẻ là dễ hơn là đào tạo tiếng Nhật, dù gì nó cũng là Việt Nam. Nên là mình được nhận vào trong đại sứ quán. Thì đến lúc mình làm ở sứ quán 6 năm, công việc cũng khá là hợp, mình cảm giác là hợp. Nhưng mà khổ nỗi là sứ quán thì cũng phiên dịch của người Việt Nam thì không thăng chức. Mà mình thấy làm sự kiện thì lúc nào cũng 2-3 giờ đêm mới về. Mà mình nghĩ bụng là, mà sếp của mình thì càng ngày càng trẻ. Mình nghĩ bụng mà giờ ơi, bây giờ 50 tuổi rồi lại gọi cái thằng sếp mới có 20 mấy 30 tuổi đầu, cứ phải kính ngữ nghệ khó chịu phết. Nên là mới nghĩ ra là tìm một cái nghề nào mà mình có thể làm đến lúc về hưu, bởi vì cũng nghĩ bụng là bây giờ đến 40 50 tuổi vẫn xin như say thì nghe cũng lúc nào cũng dịch cô sâu cài giới thiệu em là nhân viên mới thì cũng hơi bị hơi bị ngại. Thế nên là muốn tìm một cái công việc nào đấy mà mình có thể theo được về lâu về dài cho đến lúc mình về hưu, ở cái lúc mà lúc đấy là mình 30 tuổi. Thì lúc ấy là mình bắt đầu mới thôi cái công việc sứ quán và bây giờ sang trường đại học Nanjing để học về ngôn ngữ. Đấy, đó là cái vào nghề của mình. Thế còn có bạn hỏi là thế có những cái từ nào mà cảm giác khó khi đổi sang tiếng Nhật, tiếng Việt hay không? Thì thực ra không phải mỗi là đổi sang tiếng Việt mà ngay cả những cái gì mà từ tiếng Việt sang tiếng Nhật nó rất khó, đó là mảng văn hóa. Ví dụ như là đi dịch về trà đạo này, đi dịch về cắm hoa này, rồi đi dịch về những cái gì mà nó thuộc cái văn hóa đặc sắc của Nhật
thì nó rất khó để phiên dịch sang. Ví dụ như cái từ đến bây giờ mình vẫn cái từ gọi là wabi sabi, mình cũng vẫn dịch là wabi sabi. Từ này không dịch được. Mình không đụng từ này bao giờ. Thế nên là bao giờ thì mình cũng sẽ, lúc khi mà dịch thì bao giờ mình cũng sẽ thêm những cái kiến thức khác mà mình đã tìm hiểu về cái văn hóa đấy để mình giải thích cho người nghe có thể hiểu rõ hơn. Cũng như là hồi mình đi dịch trà đạo, ông mới lôi ra ngũ hành, ông mới giải thích về trà đạo rồi thôi, mình cũng bó tay. Nhưng mà trước đấy mình đã tìm hiểu rất nhiều về trà đạo rồi, mình khá hiểu về cái văn hóa đó, thì mình sẽ dịch được. Giờ cái thứ hai, cũng như văn hóa Việt Nam bây giờ bảo các bạn dịch về chầu văn chẳng hạn là thấy đơ đơ rồi đấy, lông chẳng hạn, nó cũng có một cái số văn hóa mà nó thuộc đặc trưng của từng nước thì rất khó để dịch sang. Thì bây giờ mình cũng phải đọc những cái tài liệu mà liên quan đến cái nghề văn hóa đấy để mình cảm giác là mình hiểu thật sâu thì mình mới bắt đầu lựa chọn hoặc là bổ sung thêm ý của mình được. Đấy là cái chia sẻ của mình. Và chị cho em hỏi là chị có hay tự luyện phiên dịch bằng cách tự kiếm các sách tài liệu mình hứng thú rồi tự dịch lại trong thời gian rảnh không? Hiện tại em đang thử mày mò cách đó, và nếu có thể mong chị chia sẻ thêm các phương pháp để nâng cao khả năng dịch thuật của mình. Hồi mình làm sứ quán thì mình có tìm một số cái tiểu thuyết mà mình thích. Để nâng cao tiếng Việt nhé. Đầu tiên là để nâng cao tiếng Việt thì mình nghĩ là các bạn nên đọc tiểu thuyết. Tiểu thuyết nhé, chứ không phải ngôn tình đâu ạ. Bởi vì cái ngôn ngữ dùng trong tiểu thuyết nó khá là hay và chính thống hơn ngôn tình một chút. Vì ngôn tình nhiều khi các bạn trẻ dịch dùng từ nó cũng không được gọi là hay lắm. Thì nó vẫn có hơi kiểu, thỉnh thoảng nó hơi trẻ trâu tẹo. Thì mình khuyên là nên dịch, mình nên đọc tiểu thuyết bằng tiếng Việt. Tiểu thuyết Việt Nam mà dịch ra những, hoặc là những cái tiểu thuyết cổ kinh điển nhé. Đó. Thì mình thấy là hồi đấy để lên được tiếng Nhật thì mình đọc những cái đấy khá là nhiều. Cái thứ hai là mình cũng có dịch, bây giờ thì thời gian nó ít hơn thì mình ít làm cái đấy. Nhưng mà hồi mà làm cho sứ quán là lúc nào, một ngày nào mình cũng phải cố gắng dịch một bài. Không, bất kể, cũng không phải là cái nghề mà ngành mà mình thích đâu. Tất cả cái nhanh nhất đó là tất cả các đầu báo. Ví dụ như mình sẽ chọn đầu báo về Nhật chẳng hạn, thì tất cả các đầu báo, ví dụ kinh tế này, chính trị, mình sẽ dịch mỗi đầu báo thôi. Bởi vì là nó sẽ cover hết được tất cả những cái mảng lĩnh vực khác mà những cái từ đấy mình thường không hay dùng. Thì mà đến lúc mình dùng các từ khác thì ngay đầu báo nó sẽ có những cái tin tức quan trọng, các từ ngữ quan trọng rồi. Thì mình thấy là khá là nhanh. Và khi dịch đầu báo sang tiếng Nhật chẳng hạn, từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, thì là nó phải ngắn gọn theo đúng style của người Nhật ấy, thì mình sẽ học được cách làm sao để tóm tắt được cái câu văn đấy nó ngắn gọn hơn. Vì khi dịch sang tiếng Việt thì mình thấy là thường là phải dài hơn một chút, nhưng mà dịch sang tiếng Nhật hồi đầu mình cũng không biết, dịch khá đủ ý, nhưng đến lúc mà sếp mình sửa cho mình ấy thì họ cắt bớt một số phần, nghe nó rất là ngắn gọn lại thôi, nó chỉ truyền đạt lại những cái ý chính. Thì đấy là cái cách mà người Nhật người ta dịch cái văn bản của họ, thì mình cũng học được cái cách đấy. Còn cái gì nhỉ, ý là ngoài ra ấy, thì tại sao mình khuyên các bạn nên dịch các đầu báo, bởi vì thường là tiếng Việt với tiếng Nhật, những cái gì mà nó thuộc kinh quốc tế chẳng hạn hay ấy, thì thường là tiếng Nhật nó cũng sẽ có đầu báo ở trên Nikkei chẳng hạn, thì mình sẽ tìm những cái bài mà nó song song nhau. Thì đầu tiên là mình sẽ dịch sang tiếng Nhật, sau đó mình đọc cái bài đấy bằng tiếng Nhật, hoặc là mình từ tiếng Nhật mình dịch sang tiếng Việt, sau đó mình đọc cái bài đấy bằng tiếng Việt, thì mình sẽ học được cả hai cách. Đấy, nên là cái chia sẻ của mình. Em cảm ơn chị. Em nghe chị nói xong em cũng không, em thì hay xem kênh 14, nhưng mà thôi từ nay là cố gắng đọc báo Nikkei. Kênh 14 đó. Ví dụ như nói thật ra mình cũng rất hay xem kênh 14. Nhưng mà mọi người hỏi tại sao lại phải xem, bởi vì ngày xưa cái nghề của mình là về văn hóa và truyền thông, thì thực ra mình cũng phải nắm bắt được cái xu hướng, rồi những người nào nổi, hoặc là có những cái scandal gì, để khi mà mình tiến cử với người phía bên Nhật để lựa chọn cái hình ảnh hoặc đưa vào trong sự kiện ấy, thì nó phải là một cái người no scandal, nó không có tai tiếng gì, hoặc là người ta có được cái lượng fan như thế nào. Thì cái đấy là về công việc mình cũng vẫn phải bổ sung những cái kiến thức đấy, chứ không phải là một kênh 14 là không có giúp ích gì, tùy cái công việc. Không phải là tội ác. Mình thì rất thích kênh 14 bởi vì học được rất nhiều từ
mà đến bây giờ khi nói chuyện mình hay dùng, ví dụ như là Trà xanh vãi nhái chẳng hạn, hoặc là trà xanh đấy, mấy cái từ đấy thì phải đọc kinh 14 mới biết được, mà mình là thánh cà khịa mà, nên là không có mấy con đọc thì nghề của mình nó không được phát triển. Em cảm ơn chị Hoài Anh. Có bạn hỏi là cái báo kinh tế ở Nhật tên là gì? Báo kinh tế ở Nhật tên là Nihon Keizai Shimbun, hay còn gọi là Nikkei nhá. Còn các bạn nào mà muốn tìm hiểu văn hóa thì nói như như chị Hoài Anh là đọc tiểu thuyết này, hoặc là đọc kinh 14 để trau dồi kiến thức. Và tiếp có một số câu hỏi có liên quan đến là kỷ niệm của anh chị khi đi phiên dịch, thì em xin được nhặt ở phần comment, cũng như cái này nó có trùng với cả câu hỏi trước của một số bạn gửi đến câu hỏi của một số bạn gửi trước cho chương trình. Câu hỏi là em thấy cho cả ba khách mời ạ. Em thấy anh chị đều có kinh nghiệm đi dịch rất phong phú. Không biết anh chị có thể chia sẻ một tình huống dở khóc dở cười không kịp trở tay trong nghề và cách anh chị xoay chuyển tình thế đó được không ạ? Hoặc có kỷ niệm nào đáng nhớ trong cuộc đời đi dịch của mình không ạ?